Xin chào tất cả các bạn. Mỹ hiện là điểm đến được các bậc phụ huynh và học sinh sinh viên Việt Nam lựa chọn. Tuy nhiên thì các chứng minh tài chính khi đi du học Mỹ, đảm bảo biết trước câu hỏi, bí quyết phỏng vấn xin visa du học Mỹ dễ hay là khó, thực sự là mối bận tâm của tất cả các bậc phụ huynh hiện nay. Gia đình bạn có tài chính, nhưng mà làm cách nào để chứng minh được những khoản thu nhập đó? Khi đi phỏng vấn, lãnh sự sẽ hỏi những gì? Làm sao biết để trả lời rõ ràng, rành mạch? Bí quyết phỏng vấn xin visa du học Mỹ ra sao, có dễ dàng hay là không, vân vân, và còn muôn vàn câu hỏi liên quan đến việc xin visa du học Mỹ được đặt ra. Và để trả lời cho những điều này, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với chị Quế Hương, là chuyên viên tư vấn du học Mỹ đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương các bạn nhé. Vâng, xin chào Quế Hương. Chào Mai và các bạn. Thì đến với chủ đề là các chứng minh tài chính, đảm bảo là biết trước câu hỏi bí quyết phỏng vấn xin visa du học Mỹ dễ hay là khó, thì Quế Hương có chia sẻ gì về các chứng minh tài chính khi phỏng vấn xin visa du học Mỹ? Vì thực sự nhiều gia đình có điều kiện tài chính nhưng mà vẫn chưa biết cách để chứng minh được chúng đó Quế Hương. Một việc đầu tiên khi làm hồ sơ xin visa du học Mỹ mà tất cả các bạn học sinh cũng như quý phụ huynh quan tâm, đó là làm sao chứng minh được nguồn tài chính đảm bảo cho việc du học Mỹ. Đúng như là Ngọc Mai vừa nói thì nhiều gia đình có đủ điều kiện nhưng những khoản thu nhập chưa biết cách để chứng minh như thế nào cho hợp lý. Đến với chủ đề cách chứng minh tài chính đảm bảo biết trước câu hỏi bí quyết phỏng vấn xin visa du học Mỹ dễ hay khó này, thì Quế Hương sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin cần thiết trong việc chứng minh tài chính. Dù cho học bạ của học sinh tốt đến cỡ nào thì việc chứng minh tài chính khi đi du học Mỹ vẫn là quan trọng nhất. Bạn có thể là sẽ bị rớt visa du học nếu không chứng minh được bản thân có khả năng tự túc tài chính, bao gồm là ăn ở, di chuyển, sinh hoạt, học phí, bảo hiểm y tế, vân vân. Do đó bạn phải chứng minh và thuyết phục được viên chức lãnh sự quán rằng gia đình mình có đủ khả năng về mặt tài chính. Khi đi phỏng vấn xin visa du học, bạn nên mang theo chứng nhận của ngân hàng hoặc giấy tờ của nhà trường hay tổ chức được cấp học bổng cho bạn. Hãy đưa ra một số lý do để nói lên sự ràng buộc của bản thân với tài chính ở Việt Nam, như sở hữu nhà tài sản lớn hoặc đầu tư vào một công ty nào đó. Tài sản này nằm ngoài tài sản chứng minh về khả năng tài chính chi trả cho khóa học của bạn. Ngoài việc chứng minh được nguồn gốc tích lũy số tiền du học, thì học sinh còn phải chứng minh được thu nhập của gia đình mình ở mức ổn định đủ để trang trải toàn bộ chi phí suốt quá trình bạn theo học tại Mỹ, và cuộc sống của những thành viên khác ở Việt Nam vẫn phải được đảm bảo. Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương với rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ du học Mỹ sẽ hướng dẫn cụ thể tận tình cho bạn từng loại giấy tờ cần thiết để chứng minh tài chính, như sổ tiết kiệm, các giấy tờ về nhà đất là sổ hồng, sổ đỏ, giấy phép kinh doanh nếu có, giấy đăng ký mã số thuế nếu bạn có, biên lai đóng thuế 6 tháng gần nhất nếu có, và bên cạnh đó bạn còn phải nộp thêm giấy xác nhận việc làm của bố và mẹ nếu bố mẹ đang làm ở trong công ty hoặc tổ chức nào đó, và đi kèm với hợp đồng lao động. Thì việc chứng minh tài chính khi đi phỏng vấn visa du học Mỹ rất quan trọng, nhưng mà một việc không kém quan trọng chính là cách trả lời phỏng vấn. Vậy thì Quế Hương có bí quyết gì để chia sẻ cho các bạn học sinh về việc đảm bảo biết trước câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Mỹ hay không? Luật pháp Mỹ cho phép nhân viên phòng lãnh sự không cấp visa du học Mỹ cho bất kỳ ai mà họ cho là có ý định định cư lâu dài ở Mỹ. Vì thế, chứng minh không có ý định định cư thì việc trả lời sao cho rõ ràng, rành mạch rất quan trọng. Bạn có ý định trở về Việt Nam thật sự nhưng lại trả lời lủng củng, không tự tin, khiến cho lãnh sự quán nghi ngờ. Vấn đề tiếp theo trong chủ đề chứng minh tài chính đảm bảo biết trước câu hỏi bí quyết phỏng vấn xin visa du học Mỹ dễ hay khó chính là đảm bảo biết trước câu hỏi phỏng vấn visa du học Mỹ. Bạn sẽ tự tin hơn nhiều khi gọi theo cách nôm na gọi là chúng tụ. Tân Đại Dương có mở lớp học phỏng vấn cùng thầy giáo Khôi chuyên về dạy phỏng vấn, giúp học sinh tìm hiểu về trường, về ngành, hiểu về tâm lý học sinh trước khi đi phỏng vấn, và hướng dẫn các em cách trả lời phỏng vấn xin visa lãnh sự quán như thế nào sao cho hợp lý, tự tin và thuyết phục. Nhiều bạn thường nghĩ rằng những câu hỏi đó mình biết câu trả lời rồi, cần gì phải đi học nữa. Nhưng khi qua buổi phỏng vấn thử tại công ty thì từng ý trong câu trả lời rời rạc, ý này ý kia rườm rà mà không nói vào nội dung chính được. Không biết sắp xếp ý nào trả lời trước, ý nào trả lời sau, khiến người nghe khó hiểu và rất mất thời gian. Nhưng qua những buổi phỏng vấn với thầy Khôi thì các bạn sẽ tự tin hơn hẳn. Cũng là một câu hỏi nhưng câu trả lời thì lẽ đáp ứng được những yêu cầu của người nghe. Thầy Khôi sẽ cung cấp các thông tin cho học sinh, danh sách những câu hỏi mà lãnh sự quán hỏi bạn trước khi đi vào buổi phỏng vấn. Và sau đây là những câu hỏi nhân viên phòng lãnh sự quán có thể sẽ hỏi bạn. Bạn sẽ học ở đâu, chuyên ngành gì? Sau khi học xong, bạn sẽ làm gì với những kiến thức về kinh nghiệm bạn có được? Đây là lần đầu tiên bạn nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ phải không?
Nếu câu trả lời là không, thì câu hỏi tiếp theo có thể là: lần đầu tiên bạn đến Mỹ, khi nào, mục đích của chuyến đi ấy là gì? Bạn học hay làm việc ở đâu? Bạn sang Mỹ bao lâu rồi? Bạn có ý định hay là kế hoạch ở lại Mỹ sau khi học xong hay không? Điều gì đảm bảo bạn có thể là theo học chương trình mà bạn đã lựa chọn? Gia đình bạn hay người đỡ đầu có đủ khả năng chi trả cho các khoản tài chính của bạn hay không? Nếu trong giấy tờ của bạn có ghi tên người đỡ đầu hoặc người bảo trợ, câu trả lời tiếp theo có thể là người đó là ai? Quan hệ như thế nào? Người đó sẽ đảm bảo những chi phí nào cho bạn trong thời gian bao nhiêu lâu? Bạn có người thân, cha mẹ, anh, chị, em, ruột hiện đang sinh sống ở Mỹ hay không? Nếu có, hiện họ đang làm gì ở đó? Bạn có gia đình chưa? Nếu có, vợ hoặc chồng của bạn đi cùng hay không? Bạn có con chưa? Con của bạn có đi cùng hay ở lại Việt Nam? Bạn định khi nào sẽ tốt nghiệp và hoàn thành chương trình nghiên cứu của mình? Điểm đến đầu tiên của nước Mỹ của bạn là nơi nào? Đặc biệt, những em sắp đến ngày đi phỏng vấn sẽ được học một buổi nhằm củng cố tinh thần, khơi dậy sự tự tin bên trong. Hầu như qua tất cả các bạn đã học phỏng vấn đều báo đậu visa du học Mỹ. Ở trên là một danh sách những câu hỏi mà đại sứ quán có thể là sẽ hỏi học sinh. Quý Hương sẽ tóm gọn danh sách các câu hỏi này lại còn 6 đến 7 câu, và chắc chắn rằng lãnh sự quán sẽ chỉ hỏi trong 6 đến 7 câu này thôi. Điều này là sự thật nên các bạn học sinh, sinh viên cũng như quý phụ huynh có thể theo dõi những clip trên mạng YouTube về chia sẻ kinh nghiệm đậu visa du học Mỹ của rất nhiều các bạn học sinh của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Thì ngoài việc để đảm bảo biết trước được câu hỏi khi phỏng vấn xin visa du học Mỹ, thì Quế Hương có thể đưa ra lời khuyên để giúp các bạn có được một trạng thái hay là tinh thần thoải mái trước khi phỏng vấn xin visa du học Mỹ nữa hay không? Có thể thấy rằng phỏng vấn xin visa du học Mỹ không hẳn khó như các bạn vẫn nghĩ. Trước khi kết thúc chủ đề về cách chứng minh tài chính, đảm bảo biết trước câu hỏi bí quyết phỏng vấn xin visa du học Mỹ dễ hay khó, thì một vài bí quyết mà trong thời gian làm trong lĩnh vực tư vấn du học, Quế Hương khuyên các bạn là hãy tự tin từ trong lời nói của bạn khi phỏng vấn, trang phục sao mà bạn cảm thấy thoải mái và là chính mình nhất. Bật mí một điều, trước khi đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ, có nhiều em tới công ty để được các chị chuyên viên tư vấn của mình duyệt trước về trang phục. Lãnh sự quán luôn có một băn khoăn liệu rằng bạn có thực sự trở về Việt Nam và có ý định sang Mỹ chỉ là để học tập hay không. Vì thế cách thuyết phục nhất là bạn trình bày văn bản chứng minh rằng sau khi học xong, hoặc cơ quan mà bạn đang làm việc hoặc một tổ chức nào đó sẽ tiếp nhận bạn, hay mọi thành viên trong gia đình bạn đang ở Việt Nam, bạn là người con trưởng hoặc là người con một, thì người có trách nhiệm chăm sóc ba mẹ khi già yếu, thậm chí tình trạng sức khỏe không tốt của cha hoặc mẹ bạn nếu có, thì đó là những lý do khiến nhân viên phòng lãnh sự quán tin rằng bạn sẽ trở về. Và một lý do nữa có thể đưa ra là bạn có ràng buộc chặt chẽ về tài chính. Và cuối cùng, bạn nên thuyết phục nhân viên phòng lãnh sự rằng phong cách của bạn là đi đến nơi và về đến chốn, có nghĩa là bạn đi nước ngoài nhiều lần nhưng đều trở về nước. Bạn nên mang theo hộ chiếu có dấu xuất nhập cảnh, và bạn càng đi nhiều nơi càng khẳng định rõ phong cách này của bạn. Vâng, xin cảm ơn Quế Hương rất nhiều đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho những bạn nào đang chuẩn bị phỏng vấn xin visa du học Mỹ các bạn nhé. Các bạn thân mến, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Mỹ tại Việt Nam, với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm đã giúp cho hàng nghìn học sinh lẫn sinh viên thực hiện được ước mơ du học của mình. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ tất cả các bạn trong suốt quá trình học tập và sinh sống ở nước ngoài để cập nhật thông tin học phí và lịch khai giảng mới nhất, hay còn bất cứ những thắc mắc nào liên quan đến vấn đề cách chứng minh tài chính, đảm bảo biết trước câu hỏi, bí quyết phỏng vấn xin visa du học Mỹ dễ hay khó, thì các bạn đừng ngần ngại mà hãy bắt máy lên để liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Mỹ theo số điện thoại là 0838484879. Ngoài ra thì các bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai văn phòng khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.